Vâng, và cuối ngày chính là thời điểm mà chúng ta có thể dành nhiều thời gian nhất để nuôi dưỡng cho tâm hồn của mình. Và một trong những chất xúc tác tuyệt vời nhất vẫn chính là âm nhạc. Vậy thì hãy để Linh Kiện Store đồng hành cùng với mọi người trong những khoảnh khắc như thế nhé. Ngày hôm nay, Linh Kiện Store sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người một mẫu loa với chiếc âm thanh sống động và thiết kế xách tay nhỏ gọn, chính là loa kéo Agnos CF450. Và với thiết kế lần này, loa kéo Agnos CF450 sẽ có hình dáng hình chữ nhật, được làm từ gỗ cao cấp màu đen nên tạo cảm giác mạnh mẽ, rắn chắc và sẽ dễ dàng bảo quản hơn. Phía trước của loa là màn lưới vải được đan xen một cách tỉ mỉ, giúp ngăn chặn bụi bẩn xâm nhập vào các loa ở bên trong, đồng thời cũng giúp cho âm thanh phát ra có độ ấm hơn. Phía trên của loa được trang bị một dây quai sắt chắc chắn giúp người dùng có thể dễ dàng mang loa đi bất cứ đâu. Và bên cạnh đó thì phần phía trên của loa cũng tích hợp thêm cả phần nút chỉnh kim loại màu vàng đồng, chứa các nút điều chỉnh âm thanh của micro, loa và cả guitar. Bên dưới của loa sẽ là 4 chân nhỏ nằm ở 4 góc, giúp loa có thể đứng vững và cố định tốt hơn trên mọi mặt phẳng. Về phần phía sau của loa sẽ là các cổng kết nối USB, cổng kết nối guitar, cổng sạc, nút nguồn và nút chế độ chuyển bài, cũng như là đèn báo tín hiệu pin của loa. Loa kéo Agnos CF450 với thời gian sử dụng từ 5 đến 7 tiếng và loa được trang bị 2 loa bass 1,2 tấc cùng với 2 loa treble và với công suất RMS lên đến 150W cho âm trầm mạnh mẽ sâu lắng, kết hợp cùng với âm treble thanh cao và trong trẻo, tổng thể cho ra một âm thanh chất lượng cao và rõ ràng. Và bên cạnh đó, người dùng còn có thể sử dụng công nghệ Bluetooth 4.1 cho phép người dùng có thể kết nối loa nhanh chóng với các thiết bị ở bên ngoài. Và ngoài ra, người dùng còn có thể sử dụng tải xuống ứng dụng Cloud Karaoke để trải nghiệm với hơn 30.000 bài hát có chọn lọc chuyên nghiệp và có cả tính năng video selfie, ghi lại cả giọng hát và hình ảnh khi biểu diễn. Bộ full phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo máy sẽ bao gồm sách hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành, dây nguồn, pin AA và hai micro không dây UHF mang đến âm thanh chân thực, sống động cũng như là chuyên nghiệp hơn. Ok, và đó chính là những tính năng cũng như là những đặc điểm nổi bật của sản phẩm mà Linh Kiện Store muốn giới thiệu đến tất cả mọi người ngày hôm nay. Và để có cái nhìn cũng như là cảm nhận khách quan hơn về sản phẩm thì mời mọi người hãy cùng với Linh Kiện Store trải nghiệm âm thanh cũng như là micro tại chính cửa hàng nhé. Listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. How I hang around, I'm waiting for you, but nothing ever happens.
far. I like that you changed my points of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about a blue sky. Just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turn around, and all that I can see is just another lemon tree. Và nếu như mọi người đã dùng hết năng lượng của mình cho những bộn bề công việc của buổi sáng, thì tại sao buổi tối lại không cùng với Linh Kiện Store thưởng thức những phút giây thư giãn cùng âm nhạc, cùng chiếc la kéo Agnos CS450? Nếu như mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết về chiếc la kéo Agnos CS450, thì mọi người hãy nhanh tay liên hệ về số hotline của Linh Kiện Store 0937 374 784, hoặc để lại bình luận ở phía bên dưới để Linh Kiện Store có thể giải đáp tất cả thắc mắc của mọi người một cách tốt nhất. Cảm ơn mọi người đã xem clip và hẹn mọi người ở những video clip tiếp theo.